các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế cái pin 18650 cho cái tay TX Tanit QX7 này. Mặc định của cái tay TX này thì nó sử dụng các cái pin 6 cái viên pin con thỏ, pin AA đấy. Đấu nối tiếp nhau. Cái pin này dùng nhanh hết và phải thay rất là nhiều, sử dụng rất là tốn. Mỗi một lần thay là mất 6 viên này. Mà khi cái pin này không sử dụng được nữa là mình thải ra bãi rác rất là nhiều cái pin này. Ô nhiễm môi trường. Đây các bạn nhìn thấy là mỗi một lần là 6 viên. Chỉ bay được khoảng độ vài tiếng lại phải thay. Thì hôm nay mình sẽ chế cái pin 18650 cho cái TX này để có thể sạc đi sạc lại được. Mình sẽ sử dụng cái viên pin Samsung này. Cell pin là Samsung. Cell pin này có dung lượng là 2500 mAh. Nên các bạn sạc đầy thì dùng thoải mái. Dùng có thể một vài tiếng lại mình lại sạc lại để dùng lại, chứ không phải vứt đi như những cái cell pin này, pin AA này, pin con thỏ này. Thì với 6 cái viên pin con thỏ này đấu nối tiếp nhau sẽ được là 9V. Dung lượng của nó chỉ có 160 mAh thôi. Mình chế hai cái cell pin 18650 này thì nó sẽ có dung lượng là 2500 mAh và sẽ đấu là mình sẽ đóng pin 2S cho nó. 2S thì còn độ được 8V thì vẫn chạy được. Để đặt vừa hai cái cell pin 18650 này thì mình phải tháo bỏ cái khay pin cũ của nó ra. Đây là cái khay pin cũ. Mình sẽ bỏ cái khay này ra thì mới đặt vừa được hai cái cell này và đậy được nắp. Đấy, sẽ đặt hai cái cell 18650 như này. Rồi, trước tiên mình sẽ đi đóng cái pin 2S của hai cái cell 18650 này đã nhé.
Mình đã đóng xong cái cục pin 2S cho cái TX này. Đây là cái rắc mà để cắm vào cái TX, cắm vào bên của TX này. Mình lấy từ cái khay pin cũ của nó ra. Màu đỏ là cực dương và màu xanh này là cực âm nhé. Còn đây là cái dây balance để sạc cân bằng, sạc cân bằng cho cái pin 2S này. Đây là cái dây ngoài cùng, dây đen ngoài cùng là 0V này. 0V. Thế tiếp theo là 3,7V. Đây là cái dây ở giữa này. Và cuối cùng là cái dây màu đỏ cực dương. Như vậy mình đã đóng xong rồi. Bây giờ để mình thử cắm vào nhé. Lên rồi các bạn ạ. Nó nhận 7V này. Cái pin này pin mới chưa sạc đầy. Sạc đầy và nó sẽ lên được 8V. Rồi, như vậy là mình đã độ xong cái pin 18650 cho cái tay TX này, Tanit QX7. Với cái pin này chúng ta có thể sạc đi sạc lại nhiều lần, chứ không như các cái viên pin A này, pin con thỏ này. Video của mình dừng ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình nhé. Nhớ đăng ký subscribe kênh để được xem những video mới hơn của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.